Xin chào tất cả các bạn nha, các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là phiên bản màu xanh GP trên mẫu xe Exciter 1.5 cho hệ thống phanh chống bó cứng ABS của năm 2024, một màu sắc rất đẹp các bạn nha. Và thiết kế của phiên bản mới lần này cũng như rất nhiều các cái phiên bản trước, màu sắc trước mình đã quay cận cảnh để bạn cùng tham khảo rồi. Phần mão đầu đèn và ốp mặt nạ phía trước của xe là được thay đổi nhiều nhất các bạn nha. Thiết kế mão đầu đèn được làm cao hơn cũng như phần ốp mặt nạ phía trước của xe được tinh chỉnh lại. Đây các bạn có thể nhìn cận cảnh, ốp mặt nạ này rất giống với mẫu xe Exciter phiên bản 150 trước đây các bạn nha. Với những bạn nào đang quan tâm tới phiên bản này, hoàn toàn các bạn có thể đến trực tiếp lý Yamaha Mạnh Đạt 3 với địa chỉ cụ thể 118 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và đối diện với chợ trung tâm của thành phố. Phiên bản này sẽ được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS này, ngàm phanh 2 bít tông, cổng sạc và chìa khóa thông minh smart key đầy đủ. Ở phần hông xe và đuôi xe thì tương tự giống nhau thôi, các bạn có thể theo dõi cận cảnh và chi tiết. Quá là ok rồi các bạn nha, với những ai yêu thích phiên bản màu xanh này. Trong thời điểm hiện tại thì mức giá bán của dòng xe Exciter phiên bản 1.5 cho hệ thống phanh chống bó cứng ABS này đang giữ mức giá bán cao nhất và ngang bằng với phiên bản Monster Energy là 55 triệu đồng các bạn nha. Và được bán ngang bằng luôn với mức giá bán đề xuất của hãng. Màu xanh GP này kết hợp giữa màu xanh bóng và phiên bản là những cái mảng nhựa được sơn màu xanh tím than, tương tự giống kiểu dáng thiết kế màu sơn của phiên bản năm 2023 mà thôi. Tuy nhiên những màu sắc xanh GP luôn là những màu sắc có giá bán cao nhất và là những phiên bản gần như là giới hạn rồi. Đi cùng với đó là cặp mâm cũng được sơn màu xanh GP luôn để tông xuyên tông với màu sắc của xe các bạn nha. 55 triệu đồng cho phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình. Có gần như là full option tất cả các nội dung trên xe luôn để khách hàng Việt Nam chúng ta có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại với mẫu xe Exciter phiên bản 1.5 ở đây. Đây các bạn có thể nhìn ngắm nha. Đầy đủ mọi chi tiết trên xe. Tiếp theo đây thì mình sẽ gửi tới các bạn giá bán cũng như là cái phiên bản màu đỏ bóng cũng rất đẹp luôn trên mẫu xe Exciter phiên bản 1.5. Phiên bản đó thì sẽ không có hệ thống phanh chống bó cứng ABS và là phiên bản tiêu chuẩn nên chỉ trang bị ngàm phanh 1 bít tông và chìa khóa thường mà thôi. Mức giá bán hiện tại của phiên bản màu đỏ này là 48 triệu đồng các bạn nha. 48 triệu đồng, rẻ hơn vào khoảng tầm 7 triệu so với bản màu xanh GP mình vừa quay gửi đến bạn cùng tham khảo rồi. Tổng thể thiết kế là tương tự giống nhau, không thay đổi nhau quá nhiều, ngoại trừ thì nó bỏ đi một số những cái trang bị tiện ích lớn thôi. Như là sẽ không có cổng sạc 12V, không có chìa khóa thông minh smart key và không có hệ thống phanh chống bó cứng ABS, và kèm theo đó nữa là cái ngàm phanh chỉ là 1 bít tông. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Màu sắc của phiên bản tiêu chuẩn này nó sẽ có 3 tùy chọn về phần màu sắc là màu đỏ, màu vàng và một phiên bản màu đen nữa. Đều là những màu sắc rất đẹp và nổi trội của năm 2024 các bạn nha. Phù hợp với xu thế trong năm 2024 này. Hiện tại trang bị cho xe là khối động cơ SOHC 6 số, sử dụng van biến thiên VVA, sản sinh ra công suất là 17,9 mã lực, mô men xoắn là 14,4 Nm. Đi cùng với đó là 4 phiên bản, mình đã quay phiên bản màu xanh GP gửi đến các bạn cùng tham khảo rồi. Và phiên bản tiêu chuẩn các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Ngoài ra sẽ có phiên bản cao cấp và phiên bản phanh ABS nữa. Mình sẽ quay ở phần tiếp theo video để gửi đến các bạn cái mức giá bán cụ thể cũng như những cái màu sắc đó để các bạn có thể nhìn ngắm một cách chi tiết các bạn nha. Trong thời điểm này, với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới những mẫu xe này, các bạn đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình hoặc có thể thông qua số điện thoại của anh Mạnh là giám đốc của lý điện thoại 0983154222 sẽ đánh tư vấn cụ thể. Đến đại lý nói tôi làm giới thiệu sẽ được đâu đó được giảm đi một số những cái giá trị nữa ở phần giá bán của xe nữa các bạn nha. Cùng với đó là những món quà tặng ưu đãi và hấp dẫn đến từ Yamaha Mạnh Đạt với dòng xe Exciter ở đây để các bạn có thể tham khảo được một cách chi tiết nhất và cụ thể nhất các bạn nha. Và cuối cùng ở phần video ngày hôm nay là hai phiên bản còn lại. Phiên bản là cao cấp và phiên bản ABS gồm hai màu sắc đỏ đô và phiên bản màu xám xanh nhám. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Đều là những màu sắc rất đẹp luôn. Cũng tại Yamaha Mạnh Đạt 3 luôn các bạn nha. Thiết kế của những cái màu sắc cho năm 2024 này quá đẹp, quá ấn tượng rồi. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng là rất là hợp với giới trẻ và hợp với cái xu thế của năm 2024. Và đặc biệt hơn nữa ấy, là trên phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp như phiên bản màu đỏ các bạn đang theo dõi ở đây, mức tiêu hao nhiên liệu của nó là chỉ 1,91 lít trên 100 km mà thôi, cùng khối lượng xe 119 và 121 kg.
Trong khi đó phiên bản phanh APS và phiên bản màu xanh GP cũng như Master Energy thì cái khối lượng của nó là 123 kg, đi cùng với đó là mức thao nhiên liệu 1,99 lít trên 100 km. Đây các bạn có thể nhìn ngắm này, quá đẹp và ấn tượng rồi các bạn nha. Màu sắc cực kỳ nổi trội, bộ tem cực kỳ thể thao. Phiên bản là phiên bản ABS này, có trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS và các nội dung trên xe trang bị đầy đủ full option giống như mẫu xe phiên bản màu xanh GP luôn. Ngoại trừ nó khác biệt ở phần màu sắc thôi các bạn nha. Thường thường thì những phiên bản màu xanh GP, phiên bản Monster Energy là những cái phiên bản sẽ có giá bán cao nhất trong thời điểm hiện tại. Các bạn lưu tâm lưu ý hơn cho mình thông qua video ngày hôm nay là như vậy. Còn lại mặt đồng hồ full LCD, các nút chức năng phím bấm trên xe chứa đựng đầy đủ. Hai phiên bản này gần như tương tự giống nhau, chỉ khác là một bên không ABS và một bên có ABS. Giá bán lần lượt 51 và 54 triệu các bạn nha. 51 không ABS và 54 triệu có ABS. Rất là cụ thể như vậy để các bạn có thể theo dõi. Ngang xe và đuôi xe thì tương tự giống phiên bản của năm 2023 rồi, mình sẽ không nói nhiều ở những nội dung này nữa, ngoại trừ thay đổi màu sắc và tem xe mà thôi. Rất chi tiết ở mọi góc độ để các bạn có thể nhìn ngắm. Đây thêm một góc độ này nữa này để các bạn có thể theo dõi với hai phiên bản cao cấp và ABS của năm 2024. Và nói một điều, đây là một mẫu xe gần như con cưng của Yamaha rồi, cho ra mắt cũng rất là hoành tráng luôn. Đưa cả trực thăng để chở mẫu xe này ra mắt cơ mà. Và tổ chức rất nhiều cái sự kiện live stream trực tuyến này, live stream ở các đại lý. Bản thân Top 5 cũng đã được đến và dự bữa live stream trực tiếp đến từ đại lý Yamaha Mạnh Đạt. Và bản thân mình cũng là người giới thiệu những mẫu xe Exciter phiên bản 105 ở đây của năm 2024, đại lý Yamaha Mạnh Đạt luôn các bạn nha. Với những bạn nào quan tâm như mình nói rồi, đến trực tiếp đại lý để xem xe, nói Top 5 giới thiệu sẽ được giảm giá bán của xe, cũng như hỗ trợ rất nhiều những nội dung khác nhau. Các bạn lưu tâm như vậy, liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của anh Mạnh 0983154222 sẽ được tư vấn cụ thể. Rồi, cáo giá này của mình, nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Slot các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.